Trân trọng kính chào quý vị các bạn quay trở lại với showroom của Thế giới xe Đức. Những cái mẫu xe crossover tại Thế giới xe Đức là đang còn rất là nhiều, và một trong những cái xe rất là nổi bật của Thế giới xe Đức hôm nay giới thiệu với anh em một mẫu GLA, xe nhập khẩu nguyên chiếc đấy, sản xuất 2016 anh em nhé. Phiên bản này là phiên bản cao cấp nhất của GLA 250, nó cao cấp bởi vì nó đủ đồ. Lát nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau xem những cái option của chiếc GLA 250 này nhé. Chúng ta có một chiếc GLA 20 sản xuất 2016, lăn bánh đúng 27.000 km, mang ngoại thất màu trắng, nội thất màu đen đấy, và sản xuất là 2016 và có giá bán hết sức hợp lý tại thời điểm này 1.189.000.000 đồng đấy, rất là hấp dẫn luôn đấy. Chúng ta cũng có những cái option cao cấp của Mercedes-Benz, ví dụ như là chúng ta có một cụm đèn full LED ở đây đấy. Cái điều rất là hay là cái chiếc xe này là nó nhập khẩu nguyên chiếc anh em nhé. Chúng ta có một số những cái option thêm, chúng ta ở đây là có rửa đèn pha tự động này đấy, cảm biến quanh xe này, các cái mặt chrome, mạ chrome này đấy, rất là xịn sò luôn. Chiếc xe này mang biển số thành phố anh em nhé. Đấy, chúng ta xem thêm một chút ở cái bộ mâm của chiếc GLA 250. Đối với những bản GLA 250 thì chúng ta mới có bộ mâm AMG như này đấy, 5 chấu kép đấy, rồi chúng ta có một cái cụm gương ở đây, gương chiếu hậu anh em nhé, gương chiếu hậu rất là lớn. Xe sản xuất 2016 mang cái màu trắng sứ đấy, rất là nổi bật của những chiếc GLA đấy. Cái phong cách thiết kế rất là sport anh em nhé. Nếu mà chúng ta nhìn tổng thể ở phần đuôi xe đấy, chúng ta có một cụm đèn cực kỳ đặc biệt của chiếc GLA, cụm đèn vẫn là cụm đèn full LED đấy. Tuy nhiên thiết kế của nó tại thời điểm 2016 như này cũng rất là đẳng cấp rồi. Chiếc xe này là dẫn động hai cầu luôn anh em nhé, phiên bản 4MATIC đấy. Logo GLA 250, xe mang biển số thành phố, chúng tôi cũng đã rút sẵn hồ sơ rồi, anh em sang tên cũng không mất tiền biển, mất đúng 2% phí trước bạ thôi. Phía dưới là chúng ta có các cái cụm bô đấy, rất là đẹp đấy. Đặc biệt là phần option của những chiếc GLA 250 là rất là đầy đủ, chúng ta có cốp điện tự động đấy. Khoang cốp cũng rất là thoải mái để chúng ta chứa đồ anh em nhé. Một trong những cái mẫu xe là có rất là nhiều những tiêu chí. Thứ nhất là giá ở cái mức hợp lý, thứ hai là xe nhập khẩu nguyên chiếc tại Đức, rồi nó là một dòng xe crossover gầm cao đấy, rất là vừa tầm tiền so với những cái đối thủ của chiếc của những chiếc Mercedes-Benz đấy. Hãy cùng nhau tìm hiểu cái không gian nội thất của chiếc GLA 250 nhập khẩu nguyên chiếc này nhé. Cái không gian của những cái chiếc crossover cái dạng sport thể thao này thì nó không phải là một không gian quá là rộng rãi, tuy nhiên thì nó vẫn đầy đủ những cái option cao cấp đấy, chúng ta có tất cả ở đây đều là da hết anh em nhé, rất xịn luôn. Ở đây cũng cả mạ chrome này đấy, rồi các cái phím chỉnh điện hết này, có nhớ ghế luôn này đấy, rất là ok luôn. Phần vô lăng chiếc GLA 250 này thì thực sự là rất là đẹp, vô lăng rất là đầy đặn và có khuyết sport ở đây đấy. Các cái phím tinh chỉnh vẫn còn rất là mới anh em nhé, sau cái thời gian sử dụng xe mấy năm rồi nhưng mà vẫn rất là mới, bởi vì xe mới lăn bánh có đúng 27.000 km thôi đấy. Rồi các cái cửa gió là hình tua bin đấy, màn hình thì hơi tiếc một chút, thời đấy là chúng ta có một cái màn hình của Mercedes-Benz cũng hết sức là vừa phải thôi, không quá lớn đấy. Cũng được trang bị camera lùi đây anh em nhé, rất là sắc nét đấy. Điều đặc biệt là chiếc GLA này là chúng ta có cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Một phần là chúng ta cần phải kể đến đó là cái bộ ghế của chiếc GLA 250 này, ghế cực kỳ sport và khác biệt, chất liệu là vừa da pha nỉ anh em nhé. Từ những cái dây đai của chiếc GLA nó cũng thể hiện lên là đây là một cái phân khúc crossover và có line một chút thể thao đấy. Đấy, rất đẹp luôn đấy. Toàn bộ về cái tinh chỉnh về giải trí được tích hợp hết trên đây anh em nhé. Đấy, điều hòa tự động hai vùng riêng biệt. Máy động cơ của chiếc GLA này thì sử dụng động cơ 2.0. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một chút về cái khoang động cơ của chiếc GLA này nhé. Cái điều đầu tiên về các cái chất lượng khi mà chúng ta mua một cái xe Mercedes-Benz cũ, đó là cái máy móc của nó phải còn nguyên bản, vì là cái sửa chữa của những cái chiếc xe Đức tại Việt Nam là chi phí của nó vẫn còn khá cao. Đấy, tôi sẽ mở cái
capo này ra để ra cùng chiêm ngưỡng. Nó không phải dùng cái lực thủy lực như là một số cái mẫu xe của Mercedes-Benz khác mà vẫn dùng cần chống. Ở đây thì cam kết với anh em là xe nguyên bản chưa từng đâm đụng va chạm anh em nhé. Ở đây là chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cái keo chỉ của xe. Đối với những chiếc xe nguyên bản thì các đường keo chỉ của nó phải nét như này anh em nhé. Đấy, nó phải nét căng như này. Đấy. Chưa hề có cái dấu hiệu làm lại. Cabo tất cả mọi cái nó phải zin nguyên. Đấy. Rồi từ các cái thành xe này anh em nhé. Đấy, nó còn phải nguyên bản hết. Đấy, chiếc xe này vẫn còn hơi bụi, tức là nó vẫn còn cái gì đấy nó rất là mộc mạc. Và đây đó là cái ụ giảm xóc anh em này, nó vẫn còn zin nguyên, chưa hề có vết vết tháo bạn. Rồi các cái chi tiết sâu hơn về động cơ thì không tiện để quay ở đây, thì tuy nhiên thì vẫn một số chi tiết chúng ta có thể xem được ngay, ví dụ đây là cái điểm chân máy này. Đấy, chúng ta nhìn nó vẫn còn zin nguyên hết. Đấy. Nhìn sâu hơn một chút ở trong đây này. Đấy, những con ốc vị trí chân máy đây là rất là quan trọng. Đấy, tức là một số những cái điểm mà chúng ta rất là dễ dàng nhận biết là một chiếc xe nó có nguyên bản hay không. Đấy, hay là chúng ta nhìn các cái những cái ô tròn này này. Đối với những chiếc xe mà đã thông qua cái việc mà khắc phục lại thì những cái ô, những cái điểm tròn này nó sẽ không còn zin nguyên được như này. Anh em nhá. Đấy, một khi đã làm lại thì nó vẫn còn ở vết nhăn. Đấy, không thể là nguyên bản được như này đâu. Một chiếc xe rất là chất lượng, lăn bánh đúng 27.000 km. Động cơ 2.0 thì chạy hết sức là vừa phải và tiết kiệm xăng anh em nhé. Đấy, Long xin tổng kết lại về chiếc Mercedes-Benz GLA 250 sản xuất 2016, lăn bánh 27.000 km mà có giá bán là 1.189.000.000. Xe mang biển thành phố, chúng ta chỉ việc sang tên, không mất tiền biển, chúng ta mất đúng 20% phí trước bạ thôi. Còn rất là nhiều những cái thông tin về chiếc xe này mà anh em nào kết thì mà chưa rõ thì hãy liên hệ ngay với số điện thoại của Long là 0911 732 858, hoặc là xem ở phần mô tả chi tiết ở trên YouTube anh em nhé. Rất là hy vọng anh em sẽ ủng hộ kênh của Thế Giới Xe Đức cũng như là Long. Đấy, sẽ hỗ trợ cho anh em tìm kiếm những chiếc xe Mercedes-Benz ưng ý nhất. Đấy, hẹn gặp anh em ở những clip khác.